Một trang sử mới được mở ra sau ngày giải phóng. Thành phố Bắc Ninh bước sang một thời kỳ mới. Thời kỳ vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương. Làng quan họ quê tôi, những ngày bom Mỹ rồi. Quán đồ dưới gốc đa, chín nhịp cầu đứt nối. Em tiến anh lên đường, đứng bên bờ em hát, muốn gửi đi theo anh cả dòng sông trong mang. Trên quê hương quan hỏi, một làn nắng cũng mang điệu dân ca. Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay đẹp như trong mộng y. Những cô tâm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hồ. Ngân câu hỏi lúa xanh mướt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mơ. Dòng sông Quan Họ lại chứng kiến những cuộc chia ly hậu phương tiền tuyến của những người con trai con gái, của những người vợ người chồng, của mẹ với các con. Tinh thần bất khuất kiên trung đâu chỉ có ở nơi chiến trường súng nổ, tinh thần đó còn trên khắp quê hương đất nước Việt Nam. Của những người mẹ bền bỉ nuôi chồng nuôi con chiến đấu, của những người con gái con trai đẹp như hoa hồng cứng như sắt. Trên đồng mi lúa năm tân vượt lên xanh mắt màu xanh trên cầm đạn thù. Thêm trang sử y đứng lên với đồng quê, cô gái Việt Nam bao mùa trường thành. Không đường về lúa xanh mùa mùa.